Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin mời bạn tiếp theo. Lại là một bạn nữ. Chào con. Cố lên. Cố lên, can đảm lên nha. Đang chèo xinh xắn quá. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói. Mình tên là Huỳnh Thanh Mai, đến từ lớp 4A, trường Nguyễn Thái Sơn. Hôm nay mình tham gia chương trình này vì muốn cảm ơn và xin lỗi mẹ. Ồ, khóc rồi. Cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con. Thanh Mai cố lên. Cố lên. Xin lỗi mẹ vì những lần không nghe lời mẹ và cãi lời mẹ. Nhưng con có một điều muốn nói với mẹ rằng mẹ hãy thương con bằng chị hai và em được không? Vì những lần con xin mẹ đi chơi hoặc làm gì đó, mẹ đều không cho. Nhưng em hoặc chị hai xin mẹ lại cho. Mẹ cũng khóc luôn. Con gái à, con gái, có thể là con chưa hiểu được ba mẹ, nhưng mà sau này con sẽ hiểu và bắt đầu từ bây giờ con sẽ hiểu. Bởi vì sao? Em con nhỏ hơn con, em con cũng bị bệnh tim giống mẹ. Đó là cái điều mà mẹ phải dành nhiều hơn sự chăm sóc cho em hơn so với con. Cũng giống như mẹ ngày xưa, trong 6 anh chị em, mẹ cũng là một cái đứa con bị bệnh tật, bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Thì ông ngoại con cũng đã dành hết tình cảm chăm sóc đó cho mẹ nhiều hơn các anh chị khác. Nhưng con nên nhớ tất cả các chị em trong gia đình, từ một mẹ một ba sinh ra, không có một người mẹ người ba nào không thương con cả. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, ba mẹ luôn thương con theo những cái cách thương khác nhau. Con biết mẹ thương ba chị em bằng nhau, nhưng con cảm thấy không như vậy. Con chỉ muốn mẹ thương con bằng chị hai và em thôi. Chị hai con thì khác hơn. Chị hai con thì lớn hơn con nhưng lại yếu đuối và tự ti. Cho nên đó là cái điều mà mẹ cũng dành tình cảm cho chị hai cũng khác. Nhưng trong thâm tâm mẹ, con vẫn là cái đứa mà giống như mẹ, mạnh mẽ, có thể vượt qua được những cái nhỏ nhặt để sau này con có thể làm được những điều lớn lao hơn. Con đừng bao giờ nghĩ đó là ba mẹ không thương con. Đừng bao giờ bắt đầu từ bây giờ. Khi một người mẹ có thể hy sinh tính mạng mình để sinh ra một đứa con thì không bao giờ không thương con cả. Nhưng mỗi đứa con nó có một cái đặc tính khác nhau. Mẹ hy vọng con sẽ là người sau này cùng hỗ trợ mẹ chăm sóc em con, cũng như đứa em thứ tư mà mẹ đã chia sẻ con, đó là em thứ tư con cũng lại bệnh nữa. Con làm được không? Dạ được ạ. Con có hứa với cha mẹ không? Hứa. Có bỏ đi suy nghĩ đó là cha mẹ không thương con bằng hai chị và em con không? Dạ có. Con phải hy sinh. Con nên nhớ sống là nên cho đi. Và mẹ cũng đang làm điều đó vì tụi con. Mẹ cũng đã cho đi để sau này tụi con có được những cái điều tốt nhất có thể. Có phải vậy không? Dạ phải. Con hứa với mẹ và hứa với tất cả các bạn ở đây, và từ đây về sau con sẽ sống vui hơn, hạnh phúc hơn khi dạ. có ba mẹ cùng đồng hành với con, cùng có anh chị em con nữa dạ. gia đình, bạn bè và người thân. Mẹ hy vọng con sẽ làm được. Thanh Mai ơi, hồi nãy mẹ có nói với Thanh Mai một cái điều mà chú Chuông thấy rất là hay. Có nghĩa là mẹ thấy Thanh Mai rất là giống mẹ, đúng không? Tính tình rất là can đảm nè, đúng không? Và bây giờ mẹ có thể nói ra ba điều tốt mà đối với mẹ Thanh Mai giỏi nhất không? Thứ nhất là Thanh Mai chịu trách nhiệm trước những cái việc làm sai, luôn luôn tự nhận cái lỗi sai của mình. Thứ hai là Thanh Mai mạnh mẽ hơn chị và em. Đó là có thể là hiểu được cái công việc chuẩn bị làm và giúp đỡ mọi người trước khi ba mẹ hướng dẫn. Dạ. Thứ ba nữa là Thanh Mai là ngoài mặt là như vậy nhưng mà rất là tình cảm, cũng quan tâm tới mẹ sâu sắc. Mẹ cảm nhận được điều đó. Đó là ba cái đặc tính mà mẹ cảm thấy rất là hài lòng về con. Và mẹ cũng nghĩ là con cũng sẽ giống như mẹ, cũng mạnh mẽ cũng vậy, sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Rồi.
con hứa với ba mẹ con sẽ can đảm và chăm sóc cho chị và em. Điều con muốn nói với mẹ là con yêu ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ cảm ơn con. Rồi, cảm ơn bé Thanh Mai nhiều nha. Ngày mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba mẹ là quê hương.